Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay mình về được ít máy anh em. Lên cho anh em mình xem giải trí nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nha anh em. Kênh mình bán như thường lệ thôi. Anh em chuyển khoản thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha. Mình ưu tiên chuyển khoản nha anh em. Tất cả đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V nha anh em. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm cái nó trái nha anh em. Thôi rồi, mình rớt rẻ nha anh em, vô luôn. Nhanh lẹ. Đầu tiên anh em, đầu tiên là một cây cây máy mài Eastman 100V 500W nha anh em, có điều tốc nha. Đây anh em, đây nè, đấy, rất mượt mà nha, số 1 cách nhẽn nha anh em, đấy, hình bóng em nó đây. Bên nè, cây số 1 450 nha anh em, 450. Cây số 2 là cũng một hiệu luôn, hiệu luôn, nó khác màu thôi, màu đen với màu xanh thôi, không khác gì hết. Đấy, cây số 2 đây nè, cây số 2 450 luôn nghe anh em, 450. Cây số 3, số 3 là một cây thịt phay đây nè, điện 100V 350W. Đấy. Mỗi này mỗi 6 ly nha anh em. Đầu 6 ly nha. Đấy. Nó khởi động mềm nha anh em. Mở lên rồi bắt đầu nó mới chạy từ từ nha. Mở cái cặp rồi bắt đầu nó mới khởi động từ từ, khởi động mềm nè anh em. Đó. Đấy. Khởi động mềm. Đấy. Cây số 3, 450 nha anh em. 450. Số 4 là một cây cắt rung đây nè, cắt rung điện 100V, trăm 50W, ruby nghe anh em. Đấy, nó cắt này chỉ rung bơ, nó rung thôi nghe anh em. Cái lưỡi nó đang đây, đây là cái lưỡi dao nè, lưỡi dao không biết nó cắt cái gì đây.
Đấy. Này nó có dính xi măng này nè, về cạo cái này, anh em về vệ sinh cái nó tróc ra hết à. Đấy. Cái số 4 500 nha anh em. Cái số 4 500. Cái số 5 là một cây cắt ti Hitachi điện 100V 385W. Đấy, cắt được sắt 10 nha anh em. Này dành riêng cho những anh em thợ nha. Anh em thợ hồ. Đây. Đấy. Con lầm nha anh em. Đây. Đây. Cái số 5. 650 nha anh em. 650. Cái số 6 là một cây bu lông Hitachi điện 100V 360W đầu 1/2 nè nè. Đấy, 555. Anh em bật này nha. Đấy, bật đều. Dán tá lả luôn, dán cái gì đâu mà không biết. Nó dán xong để vậy luôn. Đấy. Đây nè, nhanh chậm đây anh em có cái nút đây nè. Mạnh yếu đó ha. Chậm thì dĩ nhiên nó mạnh rồi. Cây số 6 600 nha anh em. 600. Cây số 7 là một cây nhám nha anh em. Nhám Makita điện 100V 160W. Makita này nè, mà tại sao nó để là Majin UXA nghe nè. Makita này nó sản xuất tại Mỹ hay gì nè. Majin UXA. Đây nè. Anh em xem. Để UXA. Camera mình giờ cụ bắp không biết anh em thấy rành không à. Cháo quá cho anh em không thấy rồi nè. USA. Mày dân USA ghê thiệt chứ. Đây nó có cái túi rút bụi gì nè anh em. Đấy. Đây. Hai cây gà. Đây nè. Cây này phải nói là tương đối đẹp luôn anh em. Đấy. Đẹp ngon lành cành đào luôn. Đây có túi rút bụi luôn. Cây số 7 450 nghe nè. 7 450. Cây số 8 là một cây cưa lỏng Makita điện 100V 450W. Đấy. Đây nó có cây gài, gài lưỡi mở lưỡi nè. Đây nó có số đây nha anh em. Đấy. Lên nè anh em, lên nè. Đấy. Số 1 thì rất nhuyễn rồi anh em. Đấy, số 1 rất nhuyễn nha. Đấy.
hình bóng của em nó đây. Đấy. Quá ok nha. Cây số 8. 500 nha anh em. Cây số 9. Chính là một cây bào mới lan can luôn nha anh em. Cây bào quá lan can. Cây bào có nó là cái bào Makita, em thấy không, cực kỳ không, mấy ngốc còn chiếu ngồi luôn đấy anh em. Đấy, ốc bảy màu luôn nên nè, lưỡi là anh em khỏi suy nghĩ nha, lưỡi của nó phải nói là ok cực kỳ hơn nè. Đấy, đẹp. Cây này là điện 100V, nó 6A nha anh em, nó 6A là 580W anh em. Đây, quá ok nha anh em. Cái bào này nói chung là hơi mới nha, mới ngon lành. Cây số 9 700 nha anh em, 700.000. Cây số 10 là một cây cưa lỏng, một cây cưa lỏng này, cây này phải nói là đúng là đời cổ luôn nè anh em, đời cổ, mà cây này là của Mỹ nha anh em. USA Major USA, thông số của nó khỏi phải suy nghĩ, bây giờ có biết gì đâu suy nghĩ, thông số của USA thôi rồi vô phương anh em, không biết gì hết trơn, ghi cái gì không biết cái gì hết. Major USA nghe anh em, trời ơi cái này phải nói là cực kỳ luôn, của Mỹ. Cái này phải nói anh em nào chơi đồ sưu tầm thì phải nói là bóc điện thoại lên alo liền sưu tầm. Cây này phải nó cầm lên là cái thấy cái độ chắc của nó là thấy nó chắc lắm anh em, rất là chắc. Cái nó cực kỳ luôn em. Nè nó đều tóc bằng cò nè anh em, thấy không? Nhúc nhích luôn nè. Đó, đó nè. Cái nó cực kỳ luôn. Bóp nhẹ nhẹ là nhúc nhích luôn đó anh em. Đã anh em biết cái độ chắc của nó thì cỡ nào. Phải nói cái máy này cầm lên thấy rất là thích nha anh em. Phải nói cực kỳ thích luôn á. Phải nói đời này đời cổ luôn. Của Mỹ nha anh em. USA ngon lành nha. Đây USA. Dưới này mang lên USA luôn. Cây số 10. Anh em nào thích sưu tầm thì hãy bóc điện thoại lên. Cây số 10 600 nha anh em. 600. Cây 11 là một con vít đầu phía. Đây, dây của nó đây nè. Dây nó dài dài, mênh mông. Đấy, vít đầu phía. Điện 100V. 360W nha anh em. Anh em biết là vít đầu khía thì nổi tiếng rồi. Anh em nó có cái dạ quang nha anh em, cao su có dạ quang che vô tối là bắt đầu nó xanh lè lên liền. Hả, mình che vô tối là nó xanh lè liền, xanh cái cao su này nè. Nó xanh mà nó đầu nó sáng sáng lên. Rồi đều tóc rất mượt mà nha anh em. Đấy. Đó anh em thấy nó thắng bập luôn. Đây, đều tóc nè. Đấy. cốp luôn đấy anh em, đó ngoại hình em nó là như thế thôi, móc đeo đầy đủ đấy. Makita đầu khía cao su dạ quang, móc đeo tem tiếp đồ đầy đủ, dây hơi bị dài. Cây 11 700 nha anh em, 700. Cây 12 là một cây cưa Makita điện 100V 710W nha anh em, 710W, lưỡi của nó là 125 nha,
125 nha. Đấy anh em. Lưỡi 125. Chạy cực kỳ đỉnh luôn. Thế này. Anh em cắt gạch, cắt đồ là ok. Cắt gạch, cắt gỗ, cắt ba cái dán cốt pha anh em làm thợ hồ á. Dán cốt pha rồi là ok. Đây. Đèn nguồn có nghe anh em, đèn nguồn vô là nó xanh lè nè. Đó, đèn dưới là sáng rực rỡ rồi. Đây anh em. Đấy, có thắng nha anh em. Đấy, cực kỳ luôn. Đấy, quá ok nha anh em. Nghiêng cao thấp đầy đủ nha. Đây, nghiêng 45 độ, cao thấp ok. Đấy. Cây số 12, 550 nha anh em. 12, 550. Cây số 13. Cây số 13 là một cây cưa Makita. Điện 100V. 1140W nha anh em. Lưỡi của nó là lưỡi 165 nha. Đây. Đó anh em, thấy lưỡi của nó đây. Mới cắt được vài đường hay gì đây còn nguyên nước sơn rồi chưa tróc nè. Nước sơn cái lưỡi cưa của nó là mà còn chưa tróc đó anh em. Lưỡi 165 nha anh em. Đấy. Đây đèn nguồn có luôn, đèn nguồn ok nha. Đây đèn dưới là có luôn nè anh em. Đấy, đây. Con làm thắng rồi ok đó nha. Đấy. Này là quá ok rồi, quá đỉnh. Mà phải nói là đẹp luôn nha anh em. Đây. Anh em thấy không đế của nó nè. Ngoài hình em nó đây. Ngoài hình em nó đây cho anh em xem. Đấy, cận trị nha. Mới ken luôn á. Cái này mới phải nói nó mới. Nghiêng có nè, cao thấp có nha. Đầy đủ hết. Cây số 13 600 nha anh em. Số 13 600. Số 14 là một cây cưa thân dọc đây nè. Cây cưa thân dọc. Đây. Cưa thân dọc này nó loại lớn nha nè. Loại to nha. Đây. Điện 100V. 1050W nha anh em. 1050W. Lưỡi nó là 125. Mắc đinh ra băng nha. Motor này motor lớn nha. Thường thường mấy kia là nó 670W, cái này là 1050W lận. Đấy. Cưa thân dọc. Đây, dây nguyên riêng của nó như thế này nè anh em. Rồi. Vậy anh em cắt này ra, thành tôi còn anh em mấy thì mua cái âm dương về để vô. Đây, âm dương như thế này. Đây, đèn đuốc là ok nè anh em. Đấy. Đây lưỡi của nó thì khỏi phải suy nghĩ nghe nè, lưỡi này là lưỡi mới chát nha, lưỡi chưa xài luôn. Đấy, thẳng ngon lành luôn. Quá đỉnh nha anh em, quá ok luôn. Đấy, lạm phát nữa coi. Rồi, thắng ok luôn. Quá dữ luôn rồi. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, ngoại hình của nó nè. Cái này về anh em chùi sơ lại cái anh em. Cái đế dưới này nè. Cái đế này nó hơi dính hồ dính huyết nè. Anh em về chùi sơ cái là cực kỳ thôi. Đấy. Cây số 14. 700 nha anh em. Cây số 14 700. Đấy. Cây số 15 là một cây mài nước nha anh em. Đấy. Điện 100V. 150W nha anh em. Đấy. Mài nước mài dao nha anh em. Anh em nào mài dao mài kéo thì đây. Đây.
dao mày cay kéo đồ đó nha. Đấy. Anh em có ok nghe nè. Đấy. Đây. Đá đồ còn ngon lành nha. Đấy anh em. Đấy. Cây số 15. 1 triệu 8 nghe anh em. Số 15 1 triệu 8 nha. Đấy. Cây số 16 là một cây mít phay đây nha. Cây này thấy nó là cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh em thấy không? Cái cây trụ của nó mà hai ti nha anh em, hai ti ngon lành đây. Này là cây cốt nó 12 ly nha anh em. 12 ly điện 100V. 1330W nha anh em. Cốt 12 ly. Cốt 12 ly mà cái mũi này mình chở, mình lấy về chở nó hơi cánh, cái mũi nó hơi mẻ anh tí nha anh em. Hơi mẻ anh tí nha. Đấy. Phân ly của nó đây nè, từ 0 tới số 7 nè anh em. Đấy kìa nè anh em, theo ngoại hình của nó phải nói là đẹp luôn. Đấy anh em. Đây. Này rất mạnh nè anh em, tới 1300W là mừng. Đây. Long thần. Đấy. Cái mũi nó hơi nhâm miếng à, mình chở nó hơi cánh cái nó bị nhâm. Đấy, cây số 16, cây này là đời cao nghe nè, đời cao ngon lành nha. Đây. Cây số 16, 1 triệu 2 nghe anh em. 1 triệu 2. Cây số 17 đây anh em, làm cây máy máy mài đây, máy mài lưỡi cưa. Đấy anh em, mài lưỡi cưa. Anh em để lưỡi vô thì mài thôi, đấy. Mài lưỡi cưa, còn này anh em muốn sâu cản thì anh em chặn cái này vô. Đẩy, muốn đẩy vô tới đâu đó thì anh em. Đây anh em. Anh em muốn nghiêng qua nghiêng lại thì tùy anh em. Đây anh em muốn xây hướng nào đó xây tùy anh em nha. Đấy, còn nghiêng thì mình chặn hai góc này mình nghiêng thôi. Đấy, cây số 17 là 1 triệu là 800.000 nha anh em, mình lộn nha, 800.000. Đấy, rồi tiếp theo là một cây mới về, cây máy phát điện mới lên keng luôn nè anh em. Đây. Mình bơi xa xa rồi cho anh em dễ thấy nha. Đây nè. Lan can luôn em. Đấy. Suzuki nè anh em. Suzuki 650 nha, 650. Anh em 650 nha. Đồng hồ nó 100V. Đây hai cái đầu ra. Còn đây là cổng sạc 12V. Đấy anh em.
Đây, chở thử nha anh em. Mình đứng nghịch bên. Ok nghe anh em, đấy đẹp đen can luôn, không nhận cái máy này đẹp với nó. Này là mình không có lao chùi gì hết trơn nha, chùi qua một cái là cái này nó mới khủng luôn á. Chứ không mà máy cúp điện, máy phát điện mình đâu có xài bao nhiêu anh em, trừ ra cúp điện người ta mới xài mà cái dòng một năm trời cúp bao nhiêu. Mình ở đây cũng để có cái máy phát điện để nhà gia đình xài, mà rốt cuộc một năm mình xài trả bao nhiêu hết trơn anh em, bị cúp điện bao nhiêu đâu. Thành ra cái máy xài để cho có thôi, chứ thật sự ra là một năm trời cúp điện có vài lần thì rồi móc ra xài có vài lần. Máy này cũng vậy nè, xài đôi ba lần bị người ta không có cúp điện thì người ta cũng đâu có xài chi. Này thuộc về sách để đi chơi dã ngoại rồi chơi. Cái này là ra điện 100V nha anh em, máy hay thì nha, máy hay thì nha anh em. Anh em về mua, về anh em xài mua một chai chai nhớt. Chai nhớt ngoài tiệm vài chục ngàn đó anh em, ngoài cây xăng á. Nó cho mua một chai nhớt, xăng pha nhớt thì mỗi luôn. Mỗi một lít nhớt thì pha dùng tí rồi anh em. Đó anh tí rồi là ok. Đây kim tắc ở đây. Đây phá xăng nha anh em, phá lại. Đấy. Đây. Nè, anh em chỉnh nha. Đấy. Phát một là chạy luôn nè. Đây, thử cái nữa này cho anh em thấy. Phát một chạy. Đây nè. Quá chạy luôn nè. Đấy, quá ok luôn. Anh nè, cực kỳ không? Này là chạy rất là êm nha anh em, chống ồn nha. Đấy bô của nó đây. Rồi cái máy này anh em nào, cái này anh em về phải xài qua cái ổng áp nha anh em. Ổng áp của mình là 220 ra 110, thì mình em đổi ngược lại 110 ra 220 nha. Đổi ngược lại là mình ngược dòng điện thì nó ra thôi. Thường thường mình xài điện 100 thì mình nói là 220 xuống 100, thì đầu 100 mình ghim vô đây thì đầu kia nó ra 220 nha anh em. Ngược dòng điện thì vậy thôi. Rồi cái máy nào anh em nào mà có nhu cầu mà máy này thì alo mình nha. Alo mình rồi mình nói giá trực tiếp cho. Rồi clip mình nay có nhiêu hàng đó nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình nha. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nghe nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thôi chào anh em nha. Hẹn anh em lại clip sau.